Rất nhiều người trong số chúng ta đang không uống đủ nước hàng ngày, không cung cấp đủ nguyên tố tự nhiên cơ bản nhất, có nghĩa là bạn đang làm hại chính mình. Do đó, nếu bạn thấy những dấu hiệu sau đây xuất hiện, có nghĩa có thể bị thiếu nước. 1. Khô miệng. Khi cảm giác miệng bị khô, bạn sẽ đi kiếm thứ gì đó để uống. Nước lọc sẽ giúp bôi trơn niêm mạc trong miệng, cổ họng và sẽ khiến cho bạn thấy đỡ khô miệng ngay sau hớp đầu tiên. 2. Khô da. Da là cơ quan có diện tích lớn nhất trong cơ thể, do đó nó luôn cần được giữ ẩm. Trên thực tế, khô da là một trong những dấu hiệu sớm nhất của việc bị thiếu nước, kéo theo sau đó nhiều vấn đề khác. Thiếu nước có nghĩa là sẽ thiếu mồ hôi, làm cho cơ thể mất khả năng tự làm sạch hàng ngày. Nếu bạn muốn ngăn chặn mụn trên da, hãy nhớ uống thêm nước. 3. Khô mắt. Chắc bạn đã hiểu uống nước có tác dụng thế nào đối với miệng và cổ họng. Ngoài ra, thiếu nước sẽ dẫn đến việc bị khô mắt, đỏ mắt, không có nước, tuyến lệ sẽ bị khô. Đặc biệt là đối với những bạn đeo kính áp tròng hàng ngày, thì việc cung cấp đủ nước cho cơ thể sẽ giúp mắt bạn cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. 4. Đau khớp. Nếu bạn chưa biết thì sụn và các đĩa khớp có cấu tạo 80% là nước. Các bộ phận này cần được bổ sung nước thường xuyên để các khớp có thể chuyển động một cách trơn tru. Bằng cách giữ cho cơ thể luôn đủ nước, chắc chắn các khớp xương sẽ đủ khỏe để xử lý các chấn động khi chạy nhảy. 5. Giảm thể tích các cơ. Nước chiếm phần lớn trong thành phần cấu tạo của các bó cơ. Hiển nhiên, thiếu nước gây giảm khối lượng và thể tích các bó cơ. Uống nước trước, trong và sau khi tập thể dục sẽ giúp cơ thể cảm thấy thoải mái. Nói theo một cách khoa học thì nước sẽ đi tới mọi nơi trong cơ thể và giảm nguy cơ hình thành các khu viêm nhiễm hay đau nhức liên quan tới việc tập luyện. 6. Mệt mỏi kéo dài. Uống nước giúp thải độc. Các tế bào trong cơ thể làm việc và thải các chất cặn bã như những cái máy. Nếu những cái máy này không được bôi trơn bằng nước, tất nhiên chúng sẽ không thể hoạt động trơn tru được. 7. Gật gù buồn ngủ. Khi không đủ nhu cầu, cơ thể sẽ mượn nước từ máu. Khi đó, máu không đủ độ nhớt để có thể vận chuyển oxy đi khắp cơ thể. Tất nhiên, thiếu oxy sẽ khiến bạn thấy buồn ngủ và mệt mỏi, không còn khả năng chịu đựng và bạn sẽ cảm thấy muốn ngủ ngay từ lúc 2 giờ chiều, rồi cứ thế sớm hơn nữa. Cà phê là một lựa chọn, nhưng nó cũng không thể giúp bạn có thể thức cả ngày được. 8. Luôn thấy đói. Khi thiếu nước, cơ thể sẽ nghĩ đến việc bổ sung đồ ăn. Điều này xảy ra cả ngày, thậm chí cả đêm, làm bạn đang ngủ phải bật dậy và đi kiếm cái gì đó bỏ bụng. 9. Cảm thấy hệ tiêu hóa có vấn đề. Không đủ nước, các màng nhầy trong hệ tiêu hóa sẽ yếu đi, làm cho axit trong dạ dày có thể tấn công vào các cơ quan, trào ngược và khó tiêu chính là dấu hiệu của dư thừa axit dạ dày. 10. Cảm thấy già trước tuổi. Lượng nước trong cơ thể sẽ tự nhiên giảm dần khi có tuổi. Hiện tượng lão hóa sớm xảy ra bên ngoài, tuy nhiên sự tàn phá phía bên trong cơ thể thì vô cùng tệ hại. Để giảm nguy cơ này, việc uống nước thực sự là quan trọng. Hãy luôn nhớ để một chai nước hoặc cốc nước bên cạnh mình khi làm việc, tập thể dục hoặc khi ngồi trước TV.